alo xin chào quý vị và các bạn rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của khánh nguyễn cuộc sống đức thì các bạn có khỏe không thì các bạn mình bây giờ mình chia sẻ thì có thể cũng là đã muộn và các bạn cũng đã biết rất là nhiều người ở nước ngoài mình có xem một kênh ở bên nước ngoài bạn đi chia sẻ về à, đàn ông làm nai không khó lấy vợ, tại vì các cô gái nước ngoài kén, chê đàn ông Việt Nam làm nai không lấy. các bạn ơi, làm nai có tội à? Làm gì thì làm chứ, làm nai có tiền, nhiều tiền, nhiều người làm nai mà mua được căn nhà to. mà cái nghề làm nai, làm nai, làm nai là nghề thu nhập nhất hiện nay. tại sao các cô chê? bản thân các cô là cái gì bản thân các cô cũng làm nai hay các cô làm à, kỹ sư bác sĩ các cô làm cái gì mà các cô chê các anh đàn ông làm nai không lấy đàn ông làm nai mình thấy giống đúng là đúng là nực cười các bạn ạ các bạn biết không ở bên mỹ nhá người ta làm nai chỉ ba bốn năm 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 là người ta mua được nhà thôi người ta thu nhập rất là tốt làm gì thì làm nó cũng là công việc tại sao các cô lại kém như thế thế có những người người ta chuyên đi hút những cái bồn cầu thì người ta ế vợ à rồi những người người ta chuyên đi chăm sóc cái nhà xác người ta ế vợ làm gì cũng là công việc mỗi người một công việc khác nhau năm nay mình nghĩ đâu có xấu mà các cô chê rồi các, các cô chê không lấy chồng làm nai tội nghiệp cho các anh ở nước ngoài <laughs> năm nay mà các anh phải về việt nam lấy vợ thì về việt nam các bạn có biết về Việt Nam thì nó khó khăn cực kỳ Nó khó khăn muôn vàn các bạn ạ Khó khăn lắm Nào thì về lấy tìm hiểu Các bạn có biết không? Có những người ở bên này nhé Rất là bình thường thôi Nhưng mà nếu mà về Việt Nam mà đánh, đánh lên một cái tiếng nói là à, Về Việt Nam lấy vợ Thì trời ơi Nghĩa là nhiều các em đăng ký lắm có những em rất là trẻ sinh cũng đăng ký bởi cũng chỉ vì à, mơ mộng đổi đời các bạn ạ <laughs> thì à, lấy sang có những đôi thì được trọn vẹn có đôi thì tan nát tan nát là như thế này không phải là các đôi các em sang mà thấy các anh xấu các anh các em bỏ các em sang các em mộng đổi đời các em nghĩ rằng đi tây hot bạc các em nghĩ rằng lá cây ở trên trời nó rụng xuống, ở trên cây nó rụng xuống chỉ việc vơ thôi. Các em không biết được làm một ngày mười mấy tiếng có những người hai ba chót kiếm tiền, không biết được cuộc sống nó vất vả, không dám hưởng thụ, không dám đi chơi đâu mà tối ngày chỉ có làm với làm thôi. Thì các em ở Việt Nam nó khác. Các em ở Việt Nam ấy làm ít chơi nhiều, cuộc sống nó vui, nó sướng khác. Các em không hình dung được mà chỉ thấy rằng kiều người ta về, người ta xòe tiền, người ta tiêu rồi người ta mặc diện thì nhìn là thích nhưng mà các bạn biết bên này á người ta thân thân châu các bạn ơi thân châu nhưng mà về họ có phải làm gì đâu mà họ trả diện thì bây giờ người ta đi cái đi, đi nghỉ phép đi về Việt Nam thăm gia đình thì người ta cũng phải ăn mặc những cái bộ quần áo nó tử tế chứ rồi nhất là những người ở bên nước ngoài về là về Việt Nam mới da nó trắng nhẵn nhụi trắng lắm cho nên là các em nhìn thấy là các em mê các em thích các em không hình dung được là À, ở nước ngoài nó khổ như thế nào Nhưng Bây giờ trên cộng đồng mạng Người ta chia sẻ rất là nhiều Nhưng có thể nhiều em Em ấy cũng thấy Nhưng mà em ấy không tin Một là không tin Hai nữa là em ấy nghĩ là à, Em ấy không chứng kiến Cho nên em không thể hình dung được Bây giờ chỉ nói là khổ Nghe câu khổ nó nhẹ lắm Chẳng biết khổ nó như thế nào Hoặc là rét lắm Cái người người ta đứng ở trên bờ ấy Người ta mặc quần áo ấm thì người ở dưới nước kêu là rét lắm, lạnh lắm. Thì người trên bờ, rét gì mà rét, lạnh gì mà lạnh. Không khác thì người ta bảo là chọc gậy xuống nước đấy các bạn. Không biết lạnh như thế nào. Có ở trong cuộc thì mới biết được. Thì có những người về Việt Nam lấy vợ, các bạn có biết không? Lấy một người vợ cho sang ấy, không đơn giản một tí nào, tốn hàng bao nhiêu là tiền có người không có tiền không dám lấy vợ Việt Nam đâu các bạn không khác chỉ là mua vợ về nhé lấy vợ rồi lo giấy tờ đón sang tốn rất là nhiều tiền cũng như cái cái video lâu rồi đấy mình chia sẻ đấy là hoàn thiện một cái bộ giấy tờ của một người lấy kiểu là phải mất 6 đến 70 nghìn oigo các bạn ạ mà mỗi một nghìn bây giờ các bạn cứ tính đi 27 triệu Mà một hết 6 đến 70 nghìn Thì cho sang Có những người cho sang Chưa gì đã Chưa đi sang Thì cả bên này người ta lo Lo thời gian kéo dài Thậm chí đến mấy năm mới sang cái nơi Ở Việt Nam bây giờ nó khó Này còn à, cái cái luật của Đức này còn bắt là phải học tiếng phải có bằng đón đoàn tụ phải có bằng chứ ngày xưa thì không cần ngày xưa nó dễ nhưng bây giờ càng ngày càng khó rồi phỏng vấn các kiểu có những người mấy năm không đi được cuối cùng thôi không không cho sang nữa đấy các bạn thế mà chưa đi sang đến nơi đã muốn là làm ra tiền Tao gửi về cho bố mẹ ta cho có biết đâu là bên này người ta làm vất vả người ta cơ cực người ta lấy sang để mở đoàn tụ vợ chồng hạnh phúc và lo kinh tế cho nhau chứ không phải người ta lấy sang để mà làm kinh tế để gửi về cho gia đình các bạn nên hiểu cho mình cái điều đấy gửi về cho gia đình và chưa làm bởi vì sang ấy một hai năm đầu là tiếng chưa biết lại còn phải đi học tiếng sang bên này nó tất cả đều phải học như một cái đứa trẻ chập chững tập đi chập chững tập nói thì ở việt nam sang nước ngoài cũng thế đấy các bạn phải đi học tiếng phải làm quen với cuộc sống ở nước ngoài bởi vì cái cuộc sống ở nước ngoài nó khác cả Việt Nam người ta không chơi không hưởng thụ mà chỉ có làm thôi không làm thì không có cái tiền chi ở bên này chi nhiều lắm không làm không có cái tiền chi nó khác cả Việt Nam nó các bạn cuộc sống nó buồn thì các cô sang các cô hẫng hụt thấy cuộc sống nó buồn quá chán quá hẫng hụt không như cái 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 mơ mộng của mình và sinh ra vợ chồng cãi cọ nhau bỏ nhau, cũng có đôi thì cãi nhau bỏ nhau và cũng có đôi cái người con gái đấy tâm tia một cái người chồng khác một cái người khác có thể là người ta địa vị của người ta hơn chồng mình người ta làm ông chủ hoặc là làm cái nọ cái trai đấy ví dụ thế là cuối cùng bỏ người ta có người ta không có tình người người ta không có tình người người ta chỉ sang đến nơi và người ta tìm một cái nguồn vui mới để À, thực hiện được cái ý nguyện của người ta chứ người ta không có tình người như mình mình rất có tình người nhưng mình không thể lỡ đâu như thế mình không thể làm được lương tâm không cho phép các bạn ạ nhưng mà nhiều bạn làm thế đấy thế là mình thấy cái người cái anh nam giới ở bên này mà làm nai mà bị các cô chê không lấy mà phải về Việt Nam lấy vợ thật đúng là mình thấy thật là tội nghiệp thật là tội nghiệp cho các anh bị chê đủ đường nhiều anh ấy, nhiều cô ấy còn nói này con trai Việt Nam bây giờ mờ vớ vẩn nhá cho nên thớt có nghĩa là phải chiều chuộng phải làm ra tiền phải này khác còn nếu không á các cô cho nên thớt có nghĩa là các cô bỏ các cô theo thằng khác vì ngày xưa ấy là phong kiến lắm ngày xưa là không như thế nhưng bây giờ nó bỏ nhau là chuyện bình thường rồi là mình thấy ấy, càng văn minh bao nhiêu thì con người càng hư hỏng bấy nhiêu các bạn mình nói thật ngày xưa các cụ lấy nhau có bao giờ ở thử đâu sống thử đâu thậm chí lấy nhau còn chưa biết mặt nhau cái ngày cưới về mới biết nhận mặt nhau thế mà vẫn rất yêu thương nhau mà vẫn sống với nhau trọn đời nhưng bây giờ càng sống thử càng dở hơi sống thử khi mà yêu ấy thì người ta hoa mắt đi mù quáng nó chẳng biết thế nào là đúng với sai cả nhưng mà cố tình lấy Lấy rồi Đến lúc vỡ tan nát bỏ Lấy dễ bỏ dễ Tài thật đấy Lấy dễ bỏ dễ Đấy các bạn tự thấy các bạn nhìn thấy nhé Chứ mình không nói xấu gì Các cô Đa số là phần phần đa là các cô Chứ các, các cậu thì ít lắm các bạn ạ Vậy thì các bạn mà xem được cái video này của mình nhé Mà bạn nào ở Việt Nam Mà mơ mộng Lấy kiều mơ mộng đi tây mà thấy các anh về các anh làm nghề nay chấp nhận thì anh lấy nhé chứ còn không phải sang đây không phải là có những người nhé làm ông nọ bà kia mà sang bên này cũng phải đi phụ bếp đi rửa bát đấy các bạn ạ ở việt nam là à, làm à, bàn giấy quần áo thì à, com lê cà là vạt nhưng mà sang đây phải đi phụ bếp rồi các bạn nghe các bạn xem nhiều đấy ngày xưa là như là cái hài kịch của chị Nga đấy là còn diễn về cái um, diễn về cái um, uh, đi về nhà xong rồi ở nhà Việt Nam uh, hỏi là con làm cái gì là phải nói dối đấy chứ không dám nói là làm nghề cắt cỏ <laughs> nên là đúng là lực cười mà tất cả những cái câu chuyện đấy nhá là đều có thật hết các bạn ạ. có thật hết đấy không có cái gì là người ta dựng lên đâu tất cả những cái hài kịch và tất cả những cái, những cái mà ta chia sẻ lên mạng cộng đồng này là đều có thật hết các bạn nhé thì bạn nào mà muốn đi nước ngoài đổi đời muốn lấy kiều thì các bạn tìm hiểu cho nó kỹ mà khi đã lấy rồi thì các bạn xác định rằng sống chết có nhau phải ở với nhau nhé đừng có À, sang cái nơi rồi rồi nó hẫn hụt à, không được như ý nguyện của mình rồi sinh chuyện người ta lấy người ta lo lôi sang ấy mất bao nhiêu tiền của công sức mà làm như thế thì cái lương tâm không cho phép các bạn nhé Và bây giờ các bạn à, nếu như bạn các bạn thấy thích video này của mình thì các bạn sẽ cho mình xin một like và à, chia sẻ cho nhiều người được biết và ai là mới thì đăng ký Kênh nhé và rất mong các bạn ủng hộ và thích video này của mình cảm ơn các bạn rất là nhiều bye bye